Thưa quý vị, phụ nữ trẻ tuổi theo mốt tóc bạc. Xu hướng thời trang về tóc mới đã xuất hiện gần đây sau khi những ngôi sao Hollywood như Lady Gaga, Nicole Richie và Kelly Osbourne xuất hiện trước công chúng với những màu tóc có ánh trắng bạc. Phong trào nhuộm tóc bạc từ đó đã dần dần xuất hiện trên khắp Internet và các trang mạng xã hội với biểu ngữ là Granny Hair, khi hàng triệu người phụ nữ trẻ chụp hình và khoe cho mọi người bộ tóc mới đẹp của mình. Cô Jackie, 27 tuổi, sống tại New York, cho biết cô đã sẵn sàng cho một kiểu tóc hoàn toàn mới. Cô rất yêu màu xám và kể từ khi cô nhìn thấy kiểu tóc này trong tạp chí thời trang, cô đã trở nên mê mệt kiểu tóc này, nó khiến cho cô hết sức thích thú. Quá trình nhuộm tóc giống như việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, có thể tốn rất nhiều thời gian để tẩy đi màu tóc tự nhiên rồi nhuộm lên màu tóc mới. Với những người có màu tóc tối, quá trình này đòi hỏi có thêm nhiều loại thuốc tẩy tóc và sẽ kéo dài thêm nhiều giờ đồng hồ. Đối với cô Jackie, phải tốn 3 lần tẩy tóc và 2 lần nhuộm tóc kéo dài trong hơn 7 tiếng đồng hồ thì mới hoàn thành được mái tóc mới của mình. Ban đầu tóc cô có màu nâu sẫm, nhưng giờ đây nó đã chuyển sang màu xám đậm với chút ánh vàng từ những lần nhuộm tóc trước đây. Để có được một bộ tóc bạc thời thượng, giá tiền bắt đầu từ 200 Mỹ Kim cho đến 700 Mỹ Kim, tùy thuộc vào loại màu và tình trạng tóc của khách hàng. Bên cạnh đó, để duy trì được màu sắc cho mái tóc, các quý cô còn phải đi chăm sóc lại tóc khoảng 4 tuần một lần.